Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Hai cái máy lọc không khí. Cái này thì nó mới được ra mắt gần đây thôi. Và thời điểm này thì đang cho đặt trước tại Xiaomi với rất nhiều ưu đãi kèm theo. Cụ thể đây là Xiaomi Mi Air Purifier 4 và đây là Air Purifier 4 Lite. Giá của hai con này thì chênh lệch nhau khoảng 1 triệu, 3990, 4990. Và hôm trước mình cũng có đánh giá con Air Purifier 4 Pro ấy, giá là 5990 đấy các bạn. Thì nói chung thì ở cái phân khúc mà máy lọc không khí đâu đó tổng khoảng 4-5 triệu, 5-6 triệu thì nó phân khúc mức giá gọi là phổ thông, dễ tiếp cận và cơ bản là nó cũng có rất nhiều tính năng thú vị và hay ho. Thì hai con này nó ở cái mức thấp hơn so sánh với con Air Purifier 4 Pro thì cái điều rõ ràng nhất các bạn có thể nhìn thấy đó là kích thước. Nó nhỏ hơn so sánh với con 4 Pro và cái công suất nó hỗ trợ cho từng căn phòng nó cũng khác so với con 4 Pro kia. Nhưng mà đương nhiên không phải ai cũng cần một con máy lọc không khí quá to trong phòng. Đối với những người mà có nhu cầu để trong phòng ngủ nhỏ nhỏ thôi, đây, một cái phòng khách nó vừa phải thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu. Đây, quan trọng, dòng này của Xiaomi vẫn có đầy đủ tất cả những công nghệ xịn sò về màng lọc, về cảm biến laser, về công suất cũng như cái khả năng hoạt động nó cực kỳ ấn tĩnh. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm một cách kỹ hơn về hai mẫu máy lọc không khí này để xem nó có thứ gì hay và các bạn có nên mua nó hay không nhé. Bắt đầu luôn. Thế thì đầu tiên để nói sơ qua một chút thì đây là con 4 thường, còn đây là con 4 Lite. Và con 4 thường này thì cái form thiết kế của nó giống với phần lớn tất cả những mẫu máy lọc không khí từ trước đến giờ của Xiaomi. Tức là các bạn sẽ có một cái hình trụ này được bo cong ở các góc và chúng ta cũng sẽ có một cái phần màn hình phía mặt trước này. Chúng ta cũng sẽ có một cái khay đằng sau này để các bạn có thể xoay ra và chúng ta có thể tháo được cái lõi lọc nhất cả. Đó. Lõi lọc này đương nhiên là vẫn có rất nhiều những phần màng lọc khác nhau, từ màng lọc HEPA này, màng lọc than hoạt tính này, rồi rất nhiều những cái tính năng để giúp chúng ta có thể lọc sạch không khí một cách tốt hơn. Và những lúc các bạn cần lắp lại thì các bạn đẩy vào. Đó, lắp cái này lên, chúng ta có một cái ngàm ở dưới và cái nam châm nó hút xong. Rất đơn giản. Nói chung là cái thiết kế thì nó không có thứ gì nó khác biệt so sánh với những con máy lọc không khí trước đây cả, mà cái sự khác biệt nó đến từ cái con này. Lần đầu tiên mình thấy một con máy lọc không khí của Xiaomi nhưng nó vuông vức hơn, nhìn nó có một chút gì đấy nó khỏe khoắn hơn một tẹo. Và nếu như các bạn mà setup ở những cái góc phòng hoặc là những setup trong những cái căn phòng theo kiểu dạng hơi hiện đại một chút xíu với tông trắng và xám chính ấy, thì mình nghĩ con này sẽ cực kỳ là hợp luôn. Nó góc cạnh một chút xíu ấy, và con này nó nhỏ hơn so sánh với những cái con phổ thông bình thường nên cái cách để các bạn thao tác với nó cũng khác. Ấn vào hai bên, nhấc lên đó. Và cái phần lõi lọc của chúng ta ở đây. Có một cái rất là hay mà mình khá thích trên những cái sản phẩm của Xiaomi ấy, đấy là đấy, cái lõi lọc nhìn nó khá là giống nhau nhưng xin lỗi các bạn là không dùng được chung cho nhau đâu. Cái này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có những cái size, những kích thước để các bạn có thể mua cho nó chính xác. Thì nói chung là cũng yếu tố nhỏ nhỏ thôi. Và được cái là những cái lõi lọc này của Xiaomi thì phần lớn đều có mức giá cực kỳ là dễ chịu. Nó sẽ chỉ đâu đó loanh quanh đâu đó tầm khoảng dưới 1 triệu theo như mình nhớ không nhầm thì phải. Và cái vòng đời để mà các bạn cần phải thay những cái lõi lọc này thì cũng vào khoảng tầm 6 tháng cho đến 1 năm, phụ thuộc vào cái môi trường và cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Nên nói chung cá nhân mình đánh giá thì đầu tư cho máy lọc không khí của Xiaomi thì cái vấn đề gọi là chi phí thay lõi lọc ạ, chúng ta không phải suy nghĩ và đắn đo quá nhiều đâu các bạn. Nhiều cái máy lọc không khí khác thì nó đắt tiền, nó xịn sò hơn thì lõi lọc nó cũng tiêu tốn của các bạn nhiều tiền hơn, thì các bạn cân đối ở yếu tố đó nhá. Nhưng mà các bạn thấy không, lõi lọc của con Lite nó còn cao hơn một chút xíu so với lõi lọc của con thường, nhưng mà cao hơn không có nghĩa là nó dùng được lâu hơn đâu, nên là các bạn lưu ý ở cái yếu tố đó nhá. Thoải mái đi, Xiaomi cũng tính toán đầy đủ hết tất cả những cái thứ để các bạn yên tâm và chúng ta sử dụng rồi. Ok, con này thì bật ở đằng trước. Đấy, con này thì bật ở phía bên trên. Ok, rồi. Thế thì đi sâu hơn vào những cái tính năng phía bên trong mà mọi người sẽ quan tâm đến cái máy lọc không khí, đó là cái khả năng lọc thì nó đến đâu. Thì với con 4 Lite ấy, chúng ta sẽ có một cái bộ lọc chua HEPA và công nghệ lọc gọi là Anion. Và nó sẽ có một cái cảm biến thông minh để phát hiện và loại bỏ nhanh chóng những cái bụi mịn này, lông thú này, phấn hoa này. Và để cho các bạn dễ hiểu thì mặt sau
chúng ta sẽ có một cái phần cảm biến và nó sẽ quét ở cái không khí xung quanh cái máy lọc không khí này. Nếu như nó phát hiện ra bụi mịn này, nó phát hiện ra những cái như là lông thú hay những cái thứ gì đấy gây kích ứng cho cơ thể của bạn, gây dị ứng ấy, thì ngay lập tức nếu như các bạn để chế độ auto này, đấy, ngay lập tức nếu như các bạn để chế độ auto như này này, thì cái quạt của chúng ta sẽ được kích hoạt lên đến cái mức tối đa. Thì lúc đó nó sẽ chạy với công suất tối đa như thế này. Đó, để có thể làm sạch không khí một cách nhanh hơn, và nó sẽ trả lại cho các bạn một cái chất lượng không khí trong căn phòng nó trở nên tốt hơn rất là nhiều. Sau đó nếu như mà nó cảm thấy mà không khí sạch trở lại rồi, những cái thông số hiển thị này, chỉ số bụi các thứ này, thì nó sẽ chuyển về cái khả năng yên tĩnh như vậy thôi. Rất yên tĩnh. Đó. Nói chung á, nhờ một cái cảm biến laser phía đằng sau ở cả con live và con thường này nó đều có. Thế nên khi mà nó phát hiện được ra những cái gì đó trong không khí mà nó gây ảnh hưởng sức khỏe của bạn, thì chắc chắn nó sẽ hoạt động một cách tối đa về mặt công suất để bung hết sức mạnh ra làm sạch mọi thứ một cách nhanh hơn. Thì rõ ràng là công suất của con nhỏ này sẽ không thể bằng công suất của con lớn. Thế nên nếu như bạn nào theo kiểu dạng đấy là ở phòng mình nhỏ nhưng mình vẫn muốn làm sạch không khí thật nhanh, thì các bạn cũng có thể lựa chọn những con như thế này, con 4 này hoặc là hẳn 4 Pro luôn, thì nó còn nhanh mạnh hơn nữa. Đấy, kiểu như vậy. Thì cái đấy phụ thuộc vào nhu cầu và cái cách sử dụng của các bạn thôi. Nên các bạn tự cân đối nha. Rồi, thế thì ngoài những cái yếu tố vừa rồi có thể nói là đặc điểm chung, thì cái sự khác biệt của hai cái con này đương nhiên nó đến từ công suất và nó cũng đến từ cái phần lõi lọc nữa. Tại vì ở phía bên trong lõi lọc của con Air Purifier 4 này này, nó sẽ có tới 5 lớp khác nhau để chúng ta có thể lọc sạch không khí một cách triệt để hơn. Và theo như mình tìm hiểu được thì chúng ta sẽ có một cái lớp màng lọc bên ngoài này, chúng ta sẽ có một cái lớp màng lọc HEPA này, chúng ta sẽ có một cái lớp màng lọc thao hoạt tính, và chúng ta sẽ có thêm hai cái lớp đặc biệt riêng nữa để giúp nó có thể lọc sạch không khí một cách tốt hơn và làm sạch không khí một cách nhanh hơn nữa. Cũng như cái công nghệ trên con này này, nó sử dụng một cái động cơ để giảm thiểu tối đa nhất cái độ ồn trong quá trình chúng ta sử dụng khi ở chế độ auto và ở chế độ đi ngủ. Và theo như mình trải nghiệm thử thì khi các bạn bật chế độ gọi là đi ngủ lên á, thì con này gần như nó không phát ra một chút xíu âm thanh nào cả. Đây nhá, để mình thử cho các bạn xem này. Đây là chế độ turbo. Rất ồn. Đó. Gió rất mạnh ở phía bên trên để mà nó hút ở phía bên dưới này, đẩy ở phía bên trên, tạo một cái luồng không khí sạch bên trên này một cách tốt hơn. Và các bạn có thể để thấy một điều là phòng mình cơ bản cũng khá là sạch, chỉ có 008 chỉ số bụi mịn thôi, không khí khá là tốt. Và đây là chế độ đi ngủ. Mình đặt cái micro nhé. Đây, micro của mình đặt lên trên nhé. Rất yên tĩnh đúng không? Đó. Thì đấy chính là một trong những cái mà con 4 này nó ổn hơn một chút xíu so sánh với con 4 Lite. Nhưng mà tổng thể cơ bản thì cái sự chênh lệch khoảng 1 triệu giữa hai con này này, nó đến từ vấn đề công suất và đến từ cái công nghệ lõi lọc phía bên trong thôi. Chứ còn lại thì những cái tính năng ví dụ như cảm biến laser thì nó cũng khá là tương tự với nhau. Vậy các bạn nghĩ sao về hai mẫu máy lọc không khí này? 3990, 4990 tặng khá nhiều quà tại 7S trong thời điểm này. Thì các bạn nghĩ sao? Nói chung ấy, máy lọc không khí của Xiaomi từ trước đến giờ cá nhân mình đánh giá thì nó phổ biến này, nó quen thuộc này. Đấy là còn chưa kể những cái tính năng thông minh thì có đầy đủ hết. Bởi vì những con này có thể điều khiển thông qua cái app Mi Home một cách cực kỳ là dễ dàng, để giúp các bạn biết được là lõi lọc còn bao nhiêu phần trăm nữa thì chúng ta cần phải thay, hay là cài đặt một vài những thông số liên quan đến chế độ này, tự động tắt mở các thứ như thế nào. Những cái đấy thì chúng ta quen quá rồi, không cần phải nhắc đến. Rườm rà video ra làm gì. Tập trung, thiết kế đẹp, trang nhã, hoạt động ổn định, êm ái, lõi lọc chất lượng tốt. Và quan trọng là nó có cảm biến laser để phát hiện những thứ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn trong không khí, để kích hoạt chế độ turbo giúp máy làm sạch không khí một cách nhanh hơn. Vậy các bạn nghĩ sao? Comment chia sẻ ý kiến phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.